Với phương châm chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đơn giản và nhanh gọn nhất, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ được gần 416.000 lượt người, hơn 4.100 doanh nghiệp, gần 2.800 hộ kinh doanh. Tổng số kinh phí đã phê duyệt hỗ trợ gần 506 tỷ đồng, tổng số kinh phí đã chi trả hơn 375 tỷ đồng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành cho 100% đơn vị đủ điều kiện đăng ký hưởng các chế độ theo quy định. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phê duyệt và giải ngân cho 101 doanh nghiệp vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh cho hơn 58.000 lao động với số tiền hơn 197 tỷ đồng. Cho 4 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 538 lao động với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Việc triển khai chính sách diễn ra thuận lợi, toàn bộ doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện đều được giải quyết xong. Hiện tại Bắc Giang vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc giải ngân cho vay hỗ trợ cho doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh trong tháng 5 và 6 đã tạm ngừng giao dịch ở 147 xã. Sau khi dịch được kiểm soát đã có 195 xã giao dịch đúng lịch cố định và 76 xã giao dịch bù. Tính đến 31 tháng 8, doanh số cho vay đạt 1.342 tỷ đồng, dư nợ đạt hơn 5.139 tỷ đồng, tăng 11,15% so với đầu năm. Đặc biệt gần 2 tháng triển khai cho vay, người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi, ngân hàng đã ký và giải ngân cho 58 người sử dụng lao động với 77 lượt vay để trả lương cho gần 40,5 nghìn người lao động. Bên cạnh đó, ngân hàng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục quy trình vay vốn cho người sử dụng lao động kịp thời, chất lượng tín dụng tiếp tục được triển khai có hiệu quả, nợ quá hạn được duy trì ở mức thấp 0,05% trên tổng dư nợ. Vốn tín dụng ưu đãi đã giúp hơn 24,2 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất. Trong đó, diện tích ngô 990 ha, khoai lang 490 ha, lạc 190 ha, cây rau các loại 1.800 ha, rau chế biến, khoai tây chế biến 300 ha. Là vụ sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, do đó Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa, tuyên truyền vận động các hộ sản xuất thực hiện tốt việc liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản để tạo đầu ra ổn định, khuyến khích các tổ chức cá nhân tích tụ ruộng đất bằng cách thuê ruộng, mượn ruộng để tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh cơ giới hóa làm đất trong vụ đông để đảm bảo thời vụ và giảm công lao động. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ 120.000 đồng kg ngô nếp lai HN88 sản xuất vụ đông năm 2021, triển khai các dự án liên kết theo nghị quyết số 44 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã hình thành 24 cánh đồng mẫu, 78 vùng sản xuất tập trung, 33 mô hình sản xuất rau, hoa, dưa trong nhà màng, nhà lưới, có hệ thống tưới tự động cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2,5 lần so với sản xuất thông thường. Ngoài ra, huyện hình thành 2 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phúc Sơn và Ngọc Lý, 3 vùng sản xuất cây ăn quả công nghệ cao, 38 mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao. Để mô hình phát triển, huyện quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, chỉ đạo các hợp tác xã tổ sản xuất đầu tư theo chuỗi liên kết với các sản phẩm chủ lực đặc trưng của huyện, tiếp tục xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực đặc trưng, có cơ chế chính sách để hỗ trợ các tập thể cá nhân thực hiện các dự án ứng dụng. Ngoài trực tiếp giúp đỡ xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hội viên khó khăn, ông Nguyễn Thế Thuyết còn tạo việc làm cho nhiều hội viên và con em hội viên thông qua mô hình kinh tế trang trại và xưởng sản xuất của mình. Ngày xưa là mình cũng là một người nghèo, thì bây giờ mình có cái làm ăn, có kinh tế phát triển hơn thì mình thứ nhất mình phải giúp đỡ các cái hội viên gặp khó khăn để họ có cái điều kiện người ta phát triển kinh tế để thoát được nghèo. Đấy là cái hạnh phúc của bản thân. Doanh nghiệp của ông Nguyễn Quang Vinh, cựu chiến binh ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn. Với sự say mê trong công việc, cùng với định hướng đúng, doanh nghiệp của cựu chiến binh liên tục phát triển và thành công. Khởi điểm chỉ có 40 công nhân, đến nay có hơn 200 công nhân, thu nhập bình quân 13,7 triệu đồng một người một tháng. Công nhân có tay nghề kỹ thuật cao từ 22 đến 25 triệu đồng một người một tháng. Được cái cơ ngơi như hôm nay, nói cái định hướng là quan trọng nhất. Khi mà mình định hướng được rồi thì mình làm thì nó có kết quả. Cái có kết quả được như ngày hôm nay thì phải nói rằng là trước tiên phải nói được nhà nước mở cửa, sau đó được chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể người ta giúp đỡ mình, cho nên mới hoàn thành được công việc như hôm nay. Trong những năm qua, phong trào hội cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã động viên các thế hệ cựu chiến binh tích cực phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh hoạt động tương thân tương ái, giúp đỡ nhau. Hiện nay, hội cựu chiến binh huyện Yên Dũng có 20 hợp tác xã, 7 trang trại, 7 gia trại, 98 hộ hội viên kinh doanh tổng hợp,
8 công ty và 28 hội viên cựu chiến binh làm giám đốc hợp tác xã và công ty phát triển ngành nghề trên địa bàn. Chúng tôi có quyết tâm phấn đấu, một là tăng cường công tác tuyên truyền, thứ hai là phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện sẵn có mà hiện có để giúp cho hội viên cựu chiến binh thoát nghèo, bằng là một là về cái điều kiện sản xuất, hai nữa là hỗ trợ cho hội viên là giống cây trồng vật nuôi để hội viên thực hiện cái nhiệm vụ thoát nghèo của mình. Những kết quả của phong trào hội viên cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Dũng. Hết giờ làm việc hành chính tại công sở, thay vì về nhà nghỉ ngơi, anh Nguyễn Văn Tiến, bí thư đoàn phường Sương Giang, lại cùng các đoàn viên trong nhóm đi đến từng hộ gia đình còn chưa cài đặt ứng dụng Bluezone để tuyên truyền về những lợi ích và hướng dẫn cài đặt ứng dụng. Đoàn thanh niên phường cũng đã tăng cường lực lượng và phối hợp với tổ Covid cộng đồng, các tổ dân phố tra trên hệ thống tra cứu của sở thông tin truyền thông ra những cái số mà đã cài đặt ứng dụng Bluezone và những cái số mà chưa cài đặt, và chúng tôi tiến hành là tuyên truyền vận động và hỗ trợ hướng dẫn người dân là cài đặt những cái số Bluezone đó. Anh Nguyễn Công Thọ làm nghề tự do, vì không để ý nên anh chưa cài đặt ứng dụng Bluezone. Sau khi được các đoàn viên thanh niên giải thích, tuyên truyền, anh Thọ đã cài đặt ứng dụng để bảo vệ chính mình và cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cái này nó cũng tốt cho người dân, để khai báo y tế thì nó sẽ, thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là nó có thông tin mọi chi tiết, thì nó khi mà đi khám hoặc làm gì đấy thì nó cũng sẽ tốt hơn, dễ hơn và nhanh hơn, hiệu quả hơn đối với người dân. Để triển khai tốt việc kiểm tra, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone đạt hiệu quả, các nhóm đoàn viên thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với tổ Covid cộng đồng, rà soát, thống kê số điện thoại có thể cài đặt ứng dụng Bluezone của từng hộ gia đình trên địa bàn phường. Qua đó xây dựng kế hoạch đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn các hộ gia đình cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Sau hơn một tháng tăng cường triển khai, hầu hết điện thoại thông minh trên địa bàn phường đã cơ bản được cài đặt ứng dụng Bluezone. Chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên phường đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để xem các hộ đã cài đặt Bluezone chưa. Mà chưa cài đặt thì các cháu đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ để cài đặt cho các hộ. Trong thời gian tới thì vừa tăng cường mà vừa là duy trì cái tỷ lệ cài đặt Bluezone trên địa phường, thì chúng tôi sẽ tiến hành nhiều biện pháp, như là chúng tôi sẽ tiến hành tuyên truyền lưu động này về các cái tác dụng của ứng dụng Bluezone. Và tiếp tục là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là cài đặt những cái số nào, máy nào mà còn chưa cài đặt được thì chúng tôi sẽ tiến hành tiếp tục là tuyên truyền vận động người dân cài đặt cho bằng hết. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động của các cấp chính quyền, lực lượng các đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Qua đó đã giúp mỗi người tự bảo vệ bản thân và cộng đồng, góp phần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Chị Phạm Thị Hằng hiện đang làm việc cho một công ty trên địa bàn xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Trong đợt dịch vừa qua, vừa phải làm việc, chị Hằng vừa phải kèm các con học online qua máy tính, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị lực. Do tình hình dịch bệnh vừa qua ấy, cho nên là các con không đến trường học được, cho nên là gia đình phải tiếp xúc rất nhiều với lại máy tính và điện thoại để giúp con học bài, cho nên là dạo gần đây là mắt tôi cảm thấy là rất là mỏi, căng thẳng ấy. Mắt cảm giác như nó trùng. Nhìn mọi thứ xa xa thì nó mờ, mắt yếu, cho nên là hôm nay quyết định đến đây để kiểm tra mắt xem tình hình nó thế nào ạ. Trường hợp của chị Hằng chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D trong thời gian gần đây. Được biết, ngoài người cao tuổi với các bệnh lý phổ biến theo tuổi tác, thì nhóm còn lại phần lớn là những trường hợp có triệu chứng ngoài mắt, cận thị hoặc loạn thị do thị lực bị giảm sút. Đáng nói là có rất nhiều trong số này là trẻ em. Trong cái không gian mà để mắt nó tầm nhìn trong phòng nó đã hạn chế rồi. Ngoài ra vì công việc mình tiếp xúc như vậy thì mình lại phải dùng máy tính, các cái thiết bị điện tử với một cái thời gian kéo dài và cường độ thì lại nhiều. Ngoài việc đấy thì thời gian lại rảnh rỗi nhiều, khi chúng ta lại xem giải trí các thứ nữa thì nó sẽ dẫn đến là cái con mắt nó phải điều tiết, luôn luôn điều tiết nhiều, gây ra hiện tượng mỏi mắt, nhức mắt. Và nếu mà cái hoàn cảnh là chúng ta buộc phải sử dụng máy tính, sử dụng điện thoại nhiều như vậy thì chúng ta nên có cái chế độ nghỉ ngơi giãn cách. Ví dụ mình có thể dùng trong khoảng thời gian tầm 45 phút thì mình cho mắt nghỉ ngơi được khoảng 5 phút. Đấy,
để cho mắt nó nhìn ra xa, hoặc là mình nhắm mắt để cho mắt nghỉ ngơi. Ngoài ra có thể massage mắt. Chế độ dinh dưỡng thì mình cũng nên chú ý bổ sung các cái thực phẩm giàu vitamin A, các cái thực phẩm có màu như là cà rốt, cà chua, các cái hải sản. Ngoài những khuyến cáo trên, trong trường hợp buộc phải sử dụng máy tính, thiết bị có màn hình điện tử nói chung, mỗi người nên điều chỉnh độ sáng màn hình, giữ khoảng cách vừa phải với màn hình, dùng kính chống lóa, trước mắt thường xuyên và có thể dùng thuốc nhỏ mắt theo chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt, nên đi khám mắt định kỳ 6 tháng một lần tại các bệnh viện chuyên khoa mắt để biết đôi mắt của mình đang cần gì. Tỉnh Bắc Giang có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp với các sản phẩm đa dạng, diện tích cây ăn quả trên 50.000 ha, trở thành địa phương đứng thứ tư toàn quốc. Trong đó, vải thiều là cây trồng chủ lực với diện tích trên 28.000 ha, lớn nhất toàn quốc. Diện tích cây có múi, cam bưởi đạt trên 10.000 ha, đứng thứ ba các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, diện tích sau trên 25.000 ha. Cùng với việc tập trung mở rộng diện tích, tỉnh Bắc Giang xác định phát triển các loại cây trồng theo hướng phát huy lợi thế vùng miền, xây dựng cây trồng chủ lực của tỉnh như vải thiều. Có kế hoạch chi tiết bài bản từng bước hình thành chuỗi giá trị từ công tác quy hoạch phát triển vùng trồng vải thiều đến tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ, tạo hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, tổng diện tích rau các loại cả năm đạt hơn 25.500 ha, sản lượng đạt gần 450.000 tấn. Tỉnh quan tâm chỉ đạo sản xuất rau theo hướng an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị kinh tế. Nhờ đó, đến nay diện tích rau chế biến rau an toàn gần 8.500 ha, sản lượng đạt 167.000 tấn. Toàn bộ sản lượng rau hiện cung cấp cho thị trường tiêu thụ nội tỉnh chiếm trên 65%, còn lại 30% tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang đã hình thành một số vùng sản xuất rau chế biến tập trung tại các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, với các loại sản phẩm chủ yếu là dưa chuột bao tử, cà chua bi, dưa chuột Nhật, khoai tây chế biến Atlantic, hành lá. Sản phẩm rau chế biến đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Đông, EU. Cụ thể, đàn gà đạt khoảng trên 15 triệu con, chiếm 80% tổng đàn gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 42.000 tấn. Gà được chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại 107 trang trại tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Thế, Tân Yên và Lạng Giang, đảm bảo chất lượng. Giá sản phẩm gà hiện nay cũng đảm bảo mức lãi ổn định cho người chăn nuôi. Đặc biệt, gà đồi Yên Thế là sản phẩm chủ lực của tỉnh, đã trở thành một trong bốn sản phẩm thực phẩm của Việt Nam lọt vào danh sách nhận cúp chứng nhận sản phẩm thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á và được bảo hộ sở hữu công nghiệp tại ba nước Lào, Trung Quốc và Singapore. Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song do kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong khâu vận chuyển lưu thông hàng hóa, nên đến hết tháng 8, sản lượng thịt gà hơi đạt 37.500 tấn, đảm bảo tiêu thụ thuận lợi. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, sau 5 ngày hỗ trợ quận Long Biên, thành phố Hà Nội, tổ công tác gồm 416 cán bộ, nhân viên y tế đã lấy được gần 89.000 mẫu xét nghiệm, gộp 10 mẫu cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn quận. Số mẫu này được chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hàng ngày để làm xét nghiệm. Tất cả số mẫu này đều có kết quả âm tính, cho thấy hiện tại quận Long Biên vẫn là vùng xanh an toàn. Được biết, đoàn công tác hỗ trợ thành phố Hà Nội chia thành 2 tổ làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine. Đến ngày 13 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh còn gần 400 cán bộ, nhân viên y tế của tổ tiêm vaccine tiếp tục ở lại hỗ trợ quận Long Biên. Hiện tổ công tác đã hỗ trợ tiêm cho 78,5 nghìn người dân, đạt 57% dân số. Dự kiến đến ngày 15 tháng 9, tổ công tác sẽ hoàn thành nhiệm vụ tiêm cho 100% người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Xác định được yêu cầu cấp thiết quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngay sau khi học sinh bước vào năm học, trường tiểu học Hoàng An đã chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang và triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi đã phối kết hợp với phụ huynh học sinh, rồi ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã để làm tốt cái công tác tuyên truyền, và nhất là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ấy, thì đã tận dụng cái nhóm Zalo đấy để thông tin nắm bắt tình hình từ phía phụ huynh, và hàng ngày thì đều nhắc nhở phụ huynh là cho các con kiểm tra thân nhiệt cho các con trước khi đến trường. Cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định, 100% các trường học trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã xây dựng sẵn 3 kịch bản ứng với 3 tình huống cụ thể, đó là dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, dịch diễn biến phức tạp tại một số địa phương và dịch tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, ngay từ đầu năm học, các nhà trường cũng đã chủ động rà soát điều kiện học sinh để chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt phương án xấu nhất là dịch bùng phát và diễn biến phức tạp, học sinh phải học online. Thì các thầy cô cũng chuẩn bị về cái thiết bị dạy học cho nó đảm bảo nhất. Đặc biệt là
điều tra cái việc mà học sinh có những cái thiết bị dạy học để giả sử phải ứng phó việc dạy online thì nhà trường luôn sẵn sàng. Đối với các em học sinh, đến thời điểm này thì gần như là 100% các em học sinh là đều có những cái thiết bị, gia đình có thiết bị, một là của máy tính, hai là thậm chí là những cái em học sinh mà có khó khăn nhất thì là sử dụng những cái điện thoại thông minh của bố mẹ cho mượn để các con có thể là ứng phó với cái việc là học trực tuyến. Xác định dịch bệnh diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát bất kỳ lúc nào. Chính vì thế nên ngay trong những ngày đầu năm học mới, tranh thủ lúc dịch bệnh đang ổn định, huyện Hiệp Hòa đã chủ động đề xuất phương án tập trung để nhanh giảng dạy một số môn học chủ chốt. Chúng tôi có chỉ đạo các nhà trường là tập trung cao để mà dạy những cái kiến thức cốt lõi, cái môn chính, để như là ở tiểu học thì tập trung dạy tiếng Việt, dạy toán, dạy tiếng Anh cho các cháu học sinh để mà khi các cháu còn được học trực tiếp. Rồi các cái trường khối trung cơ sở cũng vậy, để tập trung cao dạy những cái môn văn hóa cơ bản để mà tranh thủ được cái tương tác trực tiếp giữa thầy và trò, thông qua đó nâng cao cái chất lượng dạy học. Với phương châm mỗi giờ đến trường là giờ vàng, các trường học tại Hiệp Hòa bố trí các tiết học, nội dung học, xây dựng phân bố chương trình đảm bảo một cách linh hoạt để đảm bảo trang bị tốt lượng kiến thức cho các em học sinh, đồng thời chuẩn bị tâm lý và trang bị kỹ năng vững vàng cho các em học sinh cùng vượt qua khó khăn thách thức dịch bệnh, đảm bảo năm học mới an toàn và thành công. Khó khăn, bố sức khỏe kém, lại nuôi hai con ăn học. Năm học mới này, em Đặng Thị Nhàn, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở thị trấn Kép, như được tiếp thêm động lực đến trường khi được trao tặng chiếc xe đạp mới. Cháu được các cô trong hội phụ nữ tặng một chiếc xe đạp, cháu cảm thấy rất là vui. Sau này sẽ không phải đi nhờ xe với các em nữa. Cháu sẽ cố gắng học tập thật là tốt để kết quả tốt trong năm mới. Em Nhàn là một trong 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Kép trao tặng xe đạp mới sau hơn 3 tháng hưởng ứng phong trào biến rác thải thành xe đạp. Để thực hiện hiệu quả phong trào, các bà, các chị em phụ nữ thị trấn Kép đã tích cực thu gom từng vỏ lon nước ngọt, giấy vụn, bìa cắt tông, chai nhựa đã qua sử dụng, có thể tái chế để bán lấy tiền mua xe đạp tặng các em học sinh. Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,2 triệu đồng. Mỗi một chi hội chúng tôi có những cái điểm để thu gom rác ở tại nhà văn hóa của các tổ dân phố. Và trong cái thời gian đó thì đã thu được kết quả rất là đáng mừng. Và chúng tôi đã thực hành tiết kiệm 15 trên 15 chi hội được gần 30 triệu đồng. Và đã thực hiện vào những cái việc như là giúp đỡ phụ nữ nghèo, cũng như là thực hiện cái chương trình là mua xe đạp để tặng cho học sinh và các cái đồ dùng học tập cho các cháu. Phong trào biến rác thành xe đạp được Hội Liên hiệp Phụ nữ Lạng Giang triển khai từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021, nhằm kịp thời động viên hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp đầu năm học mới 2021-2022. Với nhiều ý nghĩa thiết thực, phong trào biến rác thành xe đạp được đông đảo hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Sau hơn 3 tháng cao điểm phát động phong trào, từ nguồn rác thải tái chế, các cấp hội phụ nữ toàn huyện đã thu được trên 170 triệu đồng, mua 131 chiếc xe đạp mới để tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp đầu năm học mới. Thì có lẽ đây là một cái hoạt động mà rất là có ý nghĩa, và chúng tôi trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động chị em hội viên phụ nữ thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom phân loại rác tại hộ gia đình gắn với tiết kiệm để phục vụ các hoạt động tặng quà cho hội viên phụ nữ cũng như là trẻ em trên địa bàn huyện. Mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phong trào biến rác thải thành xe đạp của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lạng Giang không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, giúp các em hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Không chỉ chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư, qua kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác, người thanh niên này còn sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Với những lỗi vi phạm đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thứ nhất là mấy anh bảo là em bị vi phạm tốc độ ấy. Thế thôi, còn đâu nồng độ cồn thì chắc là cũng bị, bởi vì nhưng mà em nghĩ là một phẩy mấy thì thế là ít mà. Em vẫn là đủ khả năng điều khiển về nhà. Sáng em uống gì? Sáng nay á. Vừa nãy thôi, vừa nãy thì em có ra nhà bạn uống ít bia. Thì uống một tầm một cốc bia, hai cốc. Chạy quá tốc độ ấy. Cái gì ấy? Cái không gương ạ. Vâng. Cảm thấy là sai ạ.
Trong khoảng thời gian 30 phút, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông và Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Lạng Giang đã phát hiện xử lý 5 trường hợp chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư. Bên cạnh việc xử lý vi phạm tốc độ, tổ công tác cũng tiến hành tuyên truyền nhắc nhở lái xe chấp hành đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi xác định là quốc lộ 31 là cái tuyến mà có nhiều lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, có nhiều yếu tố tiềm ẩn về nguy cơ mất an toàn trật tự giao thông. Thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thường xuyên phối hợp với công an các huyện để xử lý các lỗi chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác. Thông qua đó thì chúng tôi đã kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải là hành khách. Qua quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ xe là thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Phóng nhanh, vượt ẩu luôn là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, thời gian tới, chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ trong khu vực đông dân cư sẽ tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện thường xuyên trên quốc lộ 31 cũng như các tuyến quốc lộ khác qua địa bàn tỉnh.